Tử vi tuổi Kỷ Mão 1999 tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, việc hiểu được thời vận, cát hung đối với mỗi người rất quan trọng. Nó có thể giúp con người giảm thiểu rủi ro, bất lợi, thất bại, khổ đau, chủ động nắm lấy cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn, thu được thành quả tốt đẹp. Bởi vậy, từ xưa tới nay, việc dự đoán tử vi vận khí các năm luôn được nhiều người quan tâm, tìm hiểu. Vậy làm cách nào để những gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 biến hung thành cát, nắm bắt cơ hội đón tài lộc hiệu quả nhất trong tháng 11 âm lịch này? Hãy cùng lắng nghe lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu Việt Nam trong video ngay sau đây. Tổng quan tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ, khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ, là ngày cát trung bình, chế nhật. Nhập âm là phích lịch hỏa, tháng thuộc hành mộc, khắc hành thổ. Tháng Tý lục hợp sử, tam hợp thìn và thân thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuyệt tỵ. Đối với người tuổi Kỷ Mão trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 11, tức ngày 20 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 11, tức ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với những người tuổi Kỷ Mão trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 11, tức ngày 21 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 11, tức ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Mão trong tháng 11 âm lịch. Quý anh chị thân mến, tuổi Mão chính là con giáp thứ tư trong tử vi 12 con giáp. Mèo là biểu hiện của sự trường thọ và được coi là sự may mắn tự nhiên. Tuổi Mão được thừa hưởng những phẩm chất tuyệt vời và vô cùng tinh tế. Người tuổi Mão nói chung và Kỷ Mão nói riêng là người nhẹ nhàng, duyên dáng, tốt bụng. Bản chất tự nhiên của họ là ngoại giao, họ có sự gắn kết chặt chẽ với tất cả mọi người. Chính vì thế, họ là những người sẽ giành được những thành công nhất định trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, tử vi tháng 11 âm lịch của 12 con giáp cho rằng vận trình của người tuổi Mão trong tháng này không thực sự tốt. Với tuổi Kỷ Mão, áp lực từ những ngày tháng cuối cùng trên giảng đường, đại học, đồ án, thực tập khiến bạn mệt mỏi,
cả về thể xác và tinh thần. Nếu không có chế độ sinh hoạt hợp lý, sức khỏe của bạn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều ở hiện tại và sau này. Mậu Dương Thổ gặp Mão Âm Mộc là chính tài. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Kỷ Mão nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết mọi vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp và yên bình. Ngoài ra, trong tháng này, các gia chủ Kỷ Mão sẽ cần chú ý ngày âm lịch mùng 5 tháng 11, tức ngày 19 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, và ngày 17 tháng 11, tức ngày 31 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi, xui xẻo, giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở. Quý anh chị tuổi Kỷ Mão cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế. Kim bài thái tuế có tác dụng hóa giải thị phi và minh quang pháp bảo là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ. Cả hai vật phẩm đều có tác dụng hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Kỷ Mão. Với những người hiện đang tiếp tục chương trình đào tạo trên giảng đường đại học, tháng này không hoàn toàn tốt với bạn. Các bài kiểm tra, đồ án khiến bạn căng thẳng cực độ. Bạn sẽ không thu được những thành tích tốt nếu không cố gắng, nỗ lực. Đây cũng là thời điểm tốt để bạn trau dồi kiến thức, là bàn đạp cho sự nghiệp của bạn sau này. Với những người đã đi làm, sự mệt mỏi, chán trường sẽ làm giảm sút hiệu quả công việc. Mọi sự đóng góp của bạn không được cấp trên công nhận. Sự cố gắng của bạn như dã tràng xé cát. Tuy nhiên, đừng lấy đó làm lý do để lười biếng, chảnh mạng, hình thành thói quen không tốt cho bản thân. Tháng 11 âm lịch này không phải tháng tốt của bản mệnh, nên những gia chủ tuổi Kỷ Mão hãy mang bên mình kim bài thái tuế hộ thân, hóa giải những xui xẻo, thị phi, bủa vây, ảnh hưởng đến con đường công danh, sự nghiệp, tình duyên, tài lộc của gia chủ. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khiến gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi Kỷ Mão. Người tuổi Kỷ Mão trong tháng 11 âm lịch này nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc lại kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn không mong muốn. Việc nâng cao thu nhập cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Hơn nữa, bạn là người biết tự lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi những gia chủ tuổi Kỷ Mão lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực của mình. Bạn chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Cho nên bản mệnh phải nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động. Chớ nên tham công tiếc việc quá mức, bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù cố gắng hết mức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Để mọi việc hanh thông, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Tình duyên của tuổi Kỷ Mão. Tháng 11 âm lịch, các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không được tốt. Đối với Kỷ Mão, vận trình tình cảm không được tốt, nam mệnh đừng mất nhiều thời gian vào chuyện yêu đương mà hãy dành thời gian và tinh thần cho công việc, thành quả thu được lợi sẽ tốt hơn nhiều. Hơn nữa, bạn đừng cố chấp mà bắt đầu một cuộc tình mới khi bản thân còn chưa sẵn sàng. Còn đối với nữ tuổi Kỷ Mão, bạn là một người nhạy cảm, trong chuyện tình yêu luôn là người chịu nhiều thiệt thòi. Trong tháng này, tình cảm của hai bạn sẽ tốt đẹp và êm đềm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tử vi tháng này khuyên bạn không nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, ngờ vực, suy đoán sẽ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy,
vòng tam giáp khai vận, gỗ huyết long, hợi, mão, mùi. Vật phẩm còn là một pháp khí hộ thân, trang sức đeo tay giúp chiếu cát lành, chiếu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Sức khỏe của tuổi Kỷ Mão. Trong tháng 11 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Kỷ Mão khá ổn định. Người tuổi Kỷ Mão có chút phiền muộn do không có sự đồng tình, ủng hộ của cấp trên cũng như đồng nghiệp. Thu nhập cũng thấp hơn so với các tháng trước nên khiến bản thân lo lắng chi tiêu. Những gia chủ tuổi Kỷ Mão không nên quá cần lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị luận giải về vận trình của tuổi Kỷ Mão trong tháng 11 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức bổ ích. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, hãy sử dụng phù hợp cho từng tuổi như dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Kỷ Mão trong tháng 11 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp từ số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.